Hoàng xin giới thiệu với các bạn về cuốn sách là Phương pháp bấm huyệt trên mặt theo diễn trần hướng dẫn tự chăm sóc bản thân. Đó, cuốn sách này. Đây là cuốn sách của bác sĩ người Pháp Maria Francis Muner, một bác sĩ người Pháp nhé. Thì bác sĩ này học diễn trần từ một người học trò của thầy Bố Quốc Châu, tác giả Phương pháp diễn trần. Sau đó là qua quá trình nghiên cứu là bác sĩ viết ra được cuốn sách này. Thì cuốn sách tương đối là dày, khổ A4 và in lưu chiểu quý 4 năm 2008. Cuốn sách dày 282 trang. Thế thì cuốn sách này nó trình bày những cái gì? Thì phần đầu thì bác sĩ giới thiệu về những cái về phương pháp diễn trần, về quá trình mà tác giả gặp diễn trần. Rồi chương 1 là giới thiệu về diễn trần của thầy Bố Quốc Châu, rồi cái hành trình mà cô đi học diễn trần. Rồi tiếp theo cô nói đến cái lý thuyết cơ bản của phương pháp bấm huyệt trên mặt diễn trần. Sau đó là cô ấy hướng dẫn để thực hành. Rồi hướng dẫn xoa bóp, hướng dẫn các vùng huyệt. Thì ở đây thì cô có tóm tắt trình bày lại khoảng 64 cái huyệt của diễn trần, những cái huyệt quan trọng nhất. Rồi cô hướng dẫn một số cái đồ hình quan trọng của diễn trần. Một số cái đồ hình phản chiếu này. Thì theo mình thì cuốn sách này cũng các bạn cũng tham khảo được, tức là mình tham khảo rồi mình xem dưới góc độ của một bác sĩ người Tây á, nơi mà sản sinh ra Tây, người ta sẽ viết và nhìn về diễn trần như thế nào. Và bác sĩ Tây người ta sẽ viết người ta thiên về cái phần lý giải theo Tây y nhiều hơn, tức là đối với một cái bệnh thì người ta sẽ đi tìm hiểu cơ chế của nó như thế nào, gốc rễ ra sao, nguyên nhân triệu chứng, sau đó là người ta sẽ ứng dụng cái diễn trần vào người ta điều trị ra sao, thì các bạn tìm hiểu ở đây. Và những cái bệnh ấy mình sẽ học được cái là những cái nguyên tắc chẩn đoán, rồi những cái cách nhận biết các triệu chứng bệnh thì tác giả cũng trình bày rất là rõ ràng ở trong cái phần này. Ví dụ ở đây mụn trứng cá này, rồi rượu này. Cái phần này là phần chương 4 sử dụng phương pháp bấm huyệt trên mặt để ngăn ngừa điều trị các vấn đề về sức khỏe, từ điển tự thực hành chữa bệnh đó, dị ứng thức ăn này. Thì bao giờ các phác đồ này thì tác giả cũng chú giải, cũng ghi chú những cái bệnh đấy nó là cái gì, nó ra sao, thì mình đọc để mình hiểu thêm về cái bệnh này, tăng cường cho mình gọi là sự hiểu biết về cái bệnh học, rồi cái diễn biến của bệnh. Là một cái cuốn sách mà mình thấy là bổ sung kiến thức rất là tốt cho các bạn, nó nâng cao của trình độ về các bạn về bệnh thêm. Tại vì tác giả là một người bác sĩ mà, mình sẽ học được rất nhiều kiến thức từ một người bác sĩ như thế này. Đấy. Đây là bác sĩ này xuất bản ở bên Pháp nhé, sau đó là nhà xuất bản Thanh Hóa xuất bản lại ở Việt Nam. Tuy nhiên thì bây giờ thì mình tìm mãi là không thấy có cái sách gốc của nhà xuất bản nữa, thì thôi đành phải photo. Như vậy là các bạn có mua sách thì cũng chỉ có sách photo thôi nhé các bạn nhé. Thì các bạn mua sách thì các bạn có thể xem số điện thoại trên màn hình, hoặc là truy cập vào trang web dụng cụ diễn trần.vn, có tập hợp tất cả các sách của diễn trần nhé. Còn các huyệt này thì các bạn cứ bấm, các bạn không lo. Có tìm được chính xác huyệt thì càng tốt, không thì có tác dụng lân cận thì được thì được, không được thì thôi, cũng chẳng hại gì, mất gì, ít nhất thì cũng được massage, nên là các bạn không sợ. Có nhiều bạn hỏi là bấm nhầm huyệt thì có sao không thầy, nhưng mà mình trả lời là không có vấn đề gì hết nhá. Khi nào có điều kiện thì đến trực tiếp lớp mình hướng dẫn, mình hay có những cái lớp mà khai giảng hàng tháng tại Hà Nội ấy, thì bạn cũng truy cập vào cái trang diễn trần Việt hoặc là dụng cụ diễn trần.vn để các bạn theo dõi các lịch học ở đó nhá. Đấy, thì ở đây trình bày rất là nhiều các bệnh ở đây. Đấy, rồi tác dụng của các huyệt ở đây. Đấy. Cuốn sách khá là dày. Và mình nghĩ là cuốn sách này là một cuốn sách mà tham khảo rất tốt cho các bạn, sẽ cho các bạn một cách nhìn rộng hơn và một cái góc nhìn khác theo góc nhìn của các bác sĩ Tây y nhìn về diễn trần. Là một cái cuốn sách mà tham khảo rất là giá trị cho các bạn. Rồi, chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn.